Nhà Trắng mới đây thông báo Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thăm Singapore và Việt Nam trong tháng 8. Chuyến thăm này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong sự tham gia của Mỹ với Đông Nam Á. Theo đó, thông báo về chuyến thăm của bà Harris khi đi cùng việc Tổng thống Biden đề cử ông Jonathan Kaplan, từng sáng lập, làm giám đốc điều hành một số công ty công nghệ, hiện là Tổng giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Education Superhighway, làm đại sứ Mỹ tại Singapore. Điều này cho thấy rõ ràng ngoài những vấn đề về chính trị, chống dịch COVID-19, thì vấn đề về hợp tác kinh tế, công nghệ với Việt Nam, Singapore sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế để xử lý vấn đề an ninh mạng, thương mại kỹ thuật số. Đặc biệt, vấn đề kinh tế quan trọng liên quan đến Intel, Fox, Apple sẽ được thảo luận khi Phó Tổng thống Mỹ sang Việt Nam lần này. Theo Economic, sự thiếu hụt chất bán dẫn làm tăng giá trị của các công ty cung cấp chip cho mọi sản phẩm, từ máy trò chơi điện tử đến ngành học máy và trung tâm dữ liệu như công ty Nvidia. Nhưng cơ hội bùng nổ cho người bán đồng nghĩa với sự khốn khổ về phía người mua. Các nhà sản xuất ô tô là một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. Lợi nhuận của Ford, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ, tính theo sản lượng đã giảm một nửa trong quý gần đây nhất trong bối cảnh tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể sẽ chỉ sản xuất được chưa tới 5 triệu sản phẩm trong năm nay vì thiếu hụt những thành phần nhỏ nhất như chip. Tất nhiên, các nhà sản xuất ô tô không phải là công ty duy nhất rơi vào tình cảnh khó khăn. Apple và Microsoft cũng đã cảnh cáo rằng họ sẽ bị ảnh hưởng. Các chính trị gia cũng đang quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Chuỗi cung ứng liên quan đến chip sẽ hiện diện trong chương trình nghị sự vào cuối tháng này khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Việt Nam, nơi có ngành công nghiệp điện tử phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, giáo sư Kylie Thayer, Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Mỹ cho biết, các nỗ lực ban đầu của chính quyền Biden trong việc tham gia với Đông Nam Á đã bị gián đoạn bởi sự cố kỹ thuật khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN. Theo ông Kylie Thayer, Phó Tổng thống Mỹ Harris cũng sẽ gia tăng nỗ lực chung để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và mối quan hệ mạnh mẽ về văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Mỹ và Đông Nam Á. Nhiều nhà phân tích cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tới Singapore và Việt Nam vào cuối tháng 8 này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với ASEAN. Trong chuyến thăm, Mỹ có thể cam kết cung cấp thêm vaccine phòng COVID-19 cho các nước Đông Nam Á đang bị đại dịch tấn công dữ dội. Theo ông Murray Herbert, chuyên gia về Đông Nam Á công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines hồi cuối tháng 7 nhằm thể hiện cho các nước Đông Nam Á thấy rằng Mỹ thật sự muốn tương tác với họ. Bộ trưởng Austin đã chuyển đi thông điệp đó và Phó Tổng thống Harris sẽ làm tương tự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!